Chỉ cần một chạm hoặc một thao tác trên điện thoại, bạn có thể điều khiển tất cả thiết bị trong nhà. Hệ thống nhà thông minh Ovibo có thể tạo được chế độ chào buổi sáng. Chỉ cần cài đặt thời gian để kích hoạt hệ thống. Khi nắng sáng chiếu vào, bắt đầu một ngày mới tươi đẹp mà không lo muộn giờ khi chưa hẹn đồng hồ báo thức. Khi chúng ta đi vào hành lang, cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của người và ngay lập tức đèn sẽ tự động bật sáng. Ví dụ, khi bạn tháo giày, chỉ cần nhấn một cái để kích hoạt chế độ về nhà. Sau đó, đèn trong phòng sẽ tự động mở, màn cửa sẽ được mở ra một cách mượt mà, ngay cả cửa sổ cũng sẽ được mở ra. Đó là cuộc sống thông minh. Khi chúng ta muốn nghe một vài bản nhạc hoặc xem một vài bộ phim, chỉ cần nhấn một cái để kích hoạt chế độ xem phim, màn cửa sẽ tự động được đóng lại, đèn sẽ được chuyển sang màu sắc phù hợp. Đây là chuông cửa màn hình của hệ thống nhà thông minh Ovibo. Kích hoạt chế độ an ninh. Cảm biến phát hiện mở cửa. Đổi màu đèn. Tự động tưới cây. Mở cửa gara. Hẹn bật giờ bình nước nóng. Điều khiển hệ thống đèn. Tất cả các thiết bị này liên kết để tạo thành một mạng lưới an ninh, giúp cho cuộc sống của chúng ta an toàn hơn. Thực hiện hóa tất cả các ngữ cảnh thông minh ở trên không hề phức tạp. Tất cả những gì bạn cần chỉ là những thiết bị bên dưới. Bộ điều khiển thông minh AIA. Loạt thiết bị bảo mật. Dòng điều khiển thiết bị tạo thành hệ thống an ninh hoàn chỉnh cho ngôi nhà thông minh. Ovibo, ngôi nhà thông minh, cuộc sống tiện lợi.